Rồi sau khi đã ra chợ Hạnh Thông Tây xong rồi thì bây giờ mình lên đường về đây, mình lên đường đi tiếp đây. Hôm nay chị ngang cái đường Quang Trung này, đồng thời thấy cái shop Miniso
trên Quang Trung nó khai trương, thấy mọi người rất là đông nên mình vô mình coi có gì hay ho. Thấy cây dù
tai nghe. Này là radio, ba lô, ba lô túi sách, dễ thương ha, bán nhiều ghê, 129.000 cái túi sách là đúng rồi, 169.000. Bóp phí bên kia. Đây là những test hàng thử. Mấy cái đèn như thế này. Trời ơi, đổ sơn. Trung bình 65.000. Này 43.000. Ngầu đi. 43.000. Này 85.000. 85.000 đẹp hơn nè. Rồi con 85.000 nhìn thấy đẹp không? Đẹp. Hơi lỏng không? Hơi bụng vô lỏng. Mua được cái này, mua cái này cho con gái. Đồng hồ.
129.000 cái đồng hồ. Đẹp quá ha. Pin nữa nè. Bốn ba ngàn ngoài thường thường mình mua 3.000, 3.6, 3.12, 12, 24 này quá hấp đôi. Mấy này mà 43.000 hết. Pin nhìn giống pin sạc quá ha. Nhìn hả? Chắc chắn. Ờ, nấu thơm quá. Cái này là gì mà thơm quá vậy nè? Tinh dầu. Trăm 29.000. Gói rất là mềm. Mình mua cái gói này về nằm sướng rồi. 129.000. Hơi đắt. Nhưng mà hàng đi đôi với chất lượng. Mát không, sờ vô là mát liền. Tắt đổ muỗng này, bình sữa nè, căn bàn bán đủ hết hả, đủ vật dụng hết. Rồi bộ này là bộ muỗng đo miêu đây đánh trứng này, 65.000 cái. Đẹp quá, là hay bộ phích này. Thiếu gì mua về để ở nhà hết, có hết, về ra tự làm, dao kéo rồi, mình hồ, nè cái gì cân điện tử cho em. Khăn là áo hút về. Khăn mấy này về tiện mà. Về giặt đồ. Đồ khó giặt để vô đây. Để phá hương. Bán nhiều cái, bán nhiều lố. Rồi ly. Làm xong.
mặt rác à. Hai mốt nè, 900 lần hôm nay là mấy cái nhí nhí không chả đánh răng. Thôi được rồi, xuống rồi. Biết gì vậy? Bán rất là nhiều. Này chỉ cần có tiền nữa là cái thứ gì cũng có. Phục vụ tận răng luôn.